Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2018. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị một bộ trường kỷ Huế đục tích ngũ lân bằng gỗ vụ hàng siêu VIP của Đồ Gỗ Thành Luân tôi. Và bộ này là gồm có 6 món và hàng VIP, thì sao chúng tôi gọi là hàng VIP vì nó rất chi là dày dặn và to cao hoành tráng, ván dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân, phông tựa là dày 4 phân, được đục chạm tinh xảo sắc nét. Và bộ này cũng đã có chủ nhân, đó chính là gia đình nhà anh Minh ở Quái Châu Hưng Yên, và phía trong làm chiếc kệ tivi bằng gỗ hương để có làm kích thước 2m17 bằng gỗ đỏ, là 4 cánh đục tay đục thủ công và chân đục bằng hồng. Mẫu kệ này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các clip trước. Quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ với thầy Minh tôi theo 2 số điện thoại trên hình. Toàn bộ cánh là được đục chạm thủ công, và gồm có 2 chiếc ngăn kéo quả dưa con sóc. Bộ trường kỷ Huế này hôm trước gia đình anh Minh và bác đã về trực tiếp cơ sở của thành viên tôi để ký nhận phần thô, phần mộc. Ngày nay chúng tôi hoàn thiện xong và chuẩn bị đưa hàng lên xe. Xe tôi đã đợi sẵn để chuẩn bị bốc hàng lên và bàn giao cho gia đình anh Minh ở Quái Châu Nghiêm. Toàn bộ phông vách này chúng tôi làm dày 4 phân, hơn 4 phân, trên 4 phân. Nó rất chi là dày. Và cái tay này cũng vậy, to cao dày dặn. Ở ván này chúng tôi là ván dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Cái kiểu dáng kích thước ghế của chúng tôi nó rất khác biệt so với các đơn vị khác trên thị trường. Cái bàn này luôn là bàn rất lớn, bàn rộng 76 và 1m55, ván dày 2 phân. Chiếc ghế dài thì dùng 6 món, 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 1 bàn và 2 đôn. Rất tuyệt đấy. Ngày 20 tháng 10 năm 2018 là ngày phụ nữ Việt Nam, thì Đồ Gỗ Thành Luân tôi xin kính chúc toàn thể các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ có một mùa 20 tháng 10 trọn vẹn, đem vui vẻ phúc và luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi. Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Đây là bộ trường kỷ Huế ngũ lân và bộ chiếc kẹ. Bộ trường kỷ Huế này là hàng VIP, khuôn mặt 4 phân và ván mặt 2 phân.